một cô đến từ Thụy Điển thôi. Cháu tell me about your this is the people who in the villages they make this? Yes. Ethnic minority. Yeah. Name Bana. Bana. Okay. Is that your một bạn okay. Bạn trẻ là một bạn trẻ người địa phương nói tiếng Anh rất chuẩn, đang hướng dẫn khách du lịch mua ăn Hlai hả? Một bạn cháu học xong chưa? Sau đại học rồi ấy chưa? Chưa, đại học có 3. Đại học có 3. Đại học có 3 nhưng mà cháu nói tiếng Anh rất tốt ha. Ý là cô vừa hỏi cái gì cháu có thể nói lại chút được không? Một bạn bán hàng. Chắc cô đang mua váy. Ý là bé, ý là cô nói gì cháu có thể dịch lại cho chú một chút được không? Ý là cô nói có cảm nhận như thế nào? Đúng rồi, bạn người Hlai đúng không cháu? Dạ. Cháu là dân tộc Hlai hả? À Bana rồi, ok. Bana. Bạn nói tiếng Anh cũng nói chung là cũng khá tốt. Như vậy là ok rồi, những bạn như thế này thì nói chung là giới thiệu cho khách du lịch thì tuyệt vời luôn. Và cô đến từ thì một tiếng ví dụ như cháu nói tiếng Anh chứ cháu có thể mời người ta còn nói chuyện với người ta thật tự nhiên nói với người ta, họ rất ít thông tin về con tum mình này. Ví dụ cháu hỏi là cô biết nhiều về con tum không? Cháu hỏi thử cho chú vài câu được không? Ừ. Ý là chú muốn làm một vài cái video du lịch. Cháu yên tâm, không sao hết. Cháu có thể hỏi là cô có biết gì về con tum không? Cháu một chị du khách đến từ Thụy Điển. Chắc mua làm váy á. Làm cháy giường đúng không? Cô làm cháy giường. Đúng rồi, một bạn dân tộc Bana, một bạn đang học cấp 3 nhưng mà nói tiếng Anh rất tốt các bạn. Thì các bạn trẻ bây giờ rất là năng động, bạn nói tiếng Anh tốt mà đang bán hàng, bạn học cấp 3 thôi. Các du khách nước ngoài như vậy là cũng một trong những cái năng khai thác du lịch rất tốt của tỉnh Kon Tum các bạn. Thì các bạn trẻ như các bạn vừa rồi thì cũng rất là tuyệt vời, các bạn nói tiếng Anh tốt này, rồi giới thiệu. Sao cháu không ví dụ đến giới thiệu cho cô từng một cái sản phẩm một, ví dụ nói mình nói để bởi vì chúng ta rất thiếu thông tin đấy cháu. Cháu có thể nói ví dụ đây là những cái túi để làm cái gì, cô có thể mình cứ mạnh dạn bởi vì đối với người nước ngoài thì họ rất thiếu mà đó. Đấy, cháu thấy giờ họ rất thiếu nhiều thông tin đấy, rất nhiều thông tin về những cái sản phẩm hoặc là những cái bản sắc đó, cháu cứ giới thiệu cho người ta nó nhiều là họ sẽ hiểu và họ sẽ thôi. Không, cháu cứ giới thiệu đi đã, rồi cái việc đó là chưa ngại, cháu cứ giới thiệu họ hiểu. Cháu hỏi xem là họ đến Kon Tum nhiều lần chưa. Vietnam one week.
Chú nghệ nhân hả? Chú nghệ nhân đục tượng hả? À, tạc tượng chiều mấy giờ để làm lại chú? 1 giờ. À, 1 giờ bắt đầu để tạc tượng tiếp. Và cháu hỏi chú vài câu là chú đến Kon Tum lâu chưa dùng? Dạ, này có hỏi luôn, mới hôm qua một ngày thôi. À, mới hôm qua một ngày à? Chú hỏi là chú khách du lịch hay là chú đi công tác? À, khách du lịch à? À, chú giới thiệu chú là chú tên là My name Nam. À, My name Nam, ý là chú làm thế này là để ý là cho giới thiệu với chú là chú làm quay phim này để đưa YouTube là những cái video du lịch ấy, để muốn quảng bá Kon Tum đến với bạn bè thế giới. À, lên cái video này sẽ được đăng lên YouTube. Giới thiệu cái cảnh đẹp này, những cái bản sắc và những cái của Kon Tum, con người Kon Tum đến với trên thế giới luôn. Cháu hỏi là chú biết nhiều về Kon Tum chưa? Chú biết nhiều về Kon Tum, chú biết ở những đâu về Kon Tum? À, vậy là chưa biết nhiều hả? Ý là hỏi là chú biết đến Kon Tum thông qua cái hình thức nào? Ý là biết đến Kon Tum là thông qua cái thông tin nào đó? Reading. À, có nghĩa là chú nói là đến from a book. Có nghĩa là sách du lịch. À, là khách du lịch. Dạ. À, học ấy là ông này đọc từ sách du lịch. À, đọc à, tức là một du khách đến từ Kon Tum nhưng mà biết đến Kon Tum là qua cái sách du lịch đúng không? À, e-book đúng rồi, ok. Tức là qua sách du lịch là đến biết được Kon Tum. Ý là hỏi là chú có biết đến cái nhà thờ gỗ này rồi là đến cái tòa giám mục Kon Tum không? Tức là mình tranh thủ mình giới thiệu những cái địa điểm ví dụ nổi tiếng đấy cháu. Ví dụ như là cái nhà thờ gỗ này, cái tòa giám mục á. Là cháu hỏi thử xem là các cái du khách có biết không? Cho hỏi cho chú một vài câu đó. À, ok. To promote the banner. Give him some ends. Okay, yes. If I ask you, okay? Yes. Thank you. Có nghĩa là chú nói là... Ấy là tại vì con tôi là chú đây... À, chú là một người làm YouTube thôi. Một làm YouTube thì nhờ chú muốn đưa cái hình ảnh của Kon Tum này. We have to answer a couple of questions. Come no, I don't want to. Yes. You do it. I don't want to do it. Okay. Tức là góp phần đưa cái hình ảnh của Kon Tum mình lên để nhiều người khách nước ngoài biết vậy thôi. Cái mục đích và là một người dân bình thường và muốn đưa cái hình ảnh Kon Tum. Bởi vì Kon Tum ít biết người biết đến. Cháu nói với chú là như vậy. À, đang nhờ một bạn học sinh nói vài câu để giới thiệu. Có nghĩa là chú là người bình thường và chú muốn nhiều người biết Kon Tum. Yes. Bởi Kon Tum mới là vùng sâu vùng xa và có nhiều cảnh đẹp nhưng mà rất ít người biết đến. It's one of the central highland. Yeah. So not too much people know this place. À đúng rồi. Nên là chú muốn quảng cáo cho người để người ta biết về mình okay. Hơn. Tell him that the reason we are here is because actually it's my wife read it in a book that there was a lot of ethnic groups and that we wanted to come see that. Yeah. So which how many ethnic groups? Oh, I don't know. I don't know the names. Oh yeah. We have to read it. And I don't know. I don't remember the names. À, có nghĩa là chú nói như thế. Đọc trong sách thì thấy có nhiều dân tộc khác nhau á. À. Xong rồi chú ông này cũng kiểu đi tham quan nhiều nhưng mà biết một vài dân tộc rồi nhưng mà không biết tên á. Rồi, ok.
Thì chú hỏi là chú cảm nhận về con tum như thế nào? À, cháu hỏi một câu nữa thôi. Hỏi một câu về cảm nhận về con tum như thế nào? So how do you feel about Kandu? It's nice. We just arrived this morning. So we are discovering it. Now we're going to go over there. À, có nghĩa là con tôm rất là đẹp. À. Đến sáng nay thôi nhưng mà bạn đang đi khám phá đi xem. À. À, ok. À, thank you. Ok. Okay. Thank you. Hi Việt Nam. Ok. Thank you, thank you. À, một chú du khách đến từ Thụy Điển và mình không có kiến thức về tiếng Anh, phải nhờ một bạn tộc Ban Na để giới thiệu và nói về cảm nhận về cái cảm nhận về cái cảm giác mà đến Kon Tum là như thế nào. Thì như các bạn thấy thì đấy, vừa một rồi thì một du khách của người từ Thụy Điển họ đã có cái cảm nhận và nó nói đấy. Mình chỉ thông qua phiên dịch cho một bạn học sinh cấp 3, các bạn bạn ấy học bạn nó dịch từ tiếng Anh các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc quý vị các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và mình xin tạm dừng video đây ha.